Tử vi tuổi Tỵ tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Tuổi Tỵ có tinh thần ham học hỏi, họ có thể thu nhập cho mình những thông tin bổ ích ở bất kỳ đâu. Họ thích triết lý và luôn quan tâm đến những vấn đề chính trị trong cuộc sống. Họ cũng sống khá khép kín và bảo thủ, không bao giờ nghe lời khuyên của người khác. Dù biết điều đó tốt cho mình, nhưng cái tôi cá nhân của tuổi Tỵ không cho phép họ tuân theo lời chỉ bảo của bất kỳ ai. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của những anh chị tuổi Tỵ. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và vận trình của tuổi Tỵ trong tháng 12 âm lịch. Và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn cho những người tuổi Tỵ trong tháng này để quý vị và các bạn có một tháng bình an và sự hanh thông, may mắn. Mời quý anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi. Tổng quan tháng 12 âm lịch. Tháng 12 được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12, từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 dương lịch. Tháng này không phải là tháng có nhiều vận hạn đối với những người tuổi Tỵ. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 12 âm lịch, những gia chủ tuổi Tỵ sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 12, từ ngày 15 tháng 1 dương lịch có nạp giáp là Quý Hợi. Đặc biệt, đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, Ất Tỵ sinh năm 1965. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 12, từ ngày 27 tháng 1 dương lịch có nạp giáp là Ất Hợi, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 và mệnh chủ Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 12, từ ngày 8 tháng 2 dương lịch có nạp giáp là Đinh Hợi, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 và mệnh chủ Quý Tỵ sinh năm 1953. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Tỵ trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 12, tức ngày 24 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 12, tức ngày 5 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Thuyền Trung Thủy. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tổng quan tử vi tuổi Tỵ trong tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, mặt sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ trong tháng 12 âm lịch gặp khá nhiều vận may. Những người tuổi Tỵ sẽ nhận được sự giúp đỡ từ những người khác và có thể giải quyết tất cả các vấn đề vướng mắc. Sự cống hiến, cố gắng của gia chủ trong suốt một năm qua đã được đền đáp xứng đáng, được cấp trên công nhận, có thể được thăng chức và nâng cao trình độ chuyên môn. Nếu quý gia chủ là người kinh doanh, hiệu suất công ty sẽ đạt được tăng lên đáng kể, miễn là bạn đối xử với vận may trong công việc một cách nghiêm túc. Còn với những người làm công ăn lương, công nhân tại các nhà máy, công xưởng thì tháng này sẽ là một tháng rất vất vả, bạn cần tăng ca liên tục để đạt được năng suất công việc mà công ty đề ra.
để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, giữ vững tâm lý để phấn đấu đạt được thành công. Khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ, đặc biệt giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ hai, mặt tài lộc. Tháng này, bạn có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết, bạn sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà bạn chưa bao giờ đạt được. Cục diện tam hợp sẽ mang đến cho bản mệnh những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bản mệnh nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bản mệnh không biết cân đối tài chính thì tiền của bản mệnh sẽ không cánh mà bay. Bản mệnh cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bạn cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để may mắn và thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm còn có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ ba, mặt tình cảm và gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho những người tuổi Tỵ trong tháng này. Nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, quý gia chủ có thể thu hút nhiều người khác giới, những người cần giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bạn, nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bạn và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản, tài chính của bạn. Các cặp đôi cũng sẽ có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ. Có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn gì đó mà khiến cho bạn và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị để về chung một nhà. Còn người độc thân có thể sẽ tìm thấy được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân bạn chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu đôi lứa, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng chính là sức hút mà bạn chẳng thể chối từ. Để kích đào hoa, tăng hòa hợp vợ chồng, gia chủ tuổi Tỵ nên sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng sẽ giúp bạn hóa giải những mâu thuẫn và tăng cường những mối quan hệ mới. Về mặt sức khỏe của người tuổi Tỵ trong tháng 12 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần người tuổi Tỵ có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Công việc có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và thể trạng của bạn. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt. Nếu không, sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bạn trong tháng sau. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Tỵ cần mang bên mình vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tử vi của từng tuổi Tỵ trong tháng 12 âm lịch. Đầu tiên, Ất Tỵ, sinh năm 1965. Ất âm mộc gặp kỳ âm thổ là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Ất Tỵ nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh để đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Để tăng cường sức khỏe, đón vận khí tốt, các gia chủ cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp tinh thần, sức khỏe của gia chủ luôn được tỉnh táo và minh mẫn. Ngoài ra, vật phẩm còn có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ hai, người tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989. Tuổi Kỷ Tỵ mệnh trong lá kim, trong tháng này vận khí khá tốt. Chỉ cần tuân theo những kế hoạch định ra từ trước thì có thể đạt được mục tiêu mong muốn. Kỷ âm thổ gặp kỷ âm thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong tháng này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được,
hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Ngoài ra trong tháng có quý nhân phù trợ, chắc chắn sẽ thu được những thành quả không tồi. Có điều, đừng thấy thành công mà tự mãn, kiêu ngạo. Bản mệnh cần giữ cho mình sự khiêm nhường và tinh thần cầu tiến, cầu thị, ham học hỏi. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, như gia chủ tuổi Kỷ Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kích con đường, tài lộc, công danh một cách hiệu quả nhất. Thứ ba, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Đinh âm hỏa gặp kỷ âm thổ là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Tỵ nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Vận trình nửa đầu tháng của tuổi Đinh Tỵ trong tháng 12 âm lịch khá ổn định, sự nghiệp không có nhiều xáo trộn, bản mệnh đang có những thành quả khá tốt trong tay. Nếu muốn nhanh chóng tăng lương, thăng chức thì nên học hỏi, bồi dưỡng thêm về chuyên môn, cố gắng làm tốt nhất ở một mảng nhất định để thể hiện được khả năng làm việc, học tập của mình, đồng thời nhanh qua nắm bắt những cơ hội phát triển ở vị trí cao hơn. Để chuyện tình duyên được thuận lợi, hài hòa, hòa hợp vợ chồng, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ tuổi Đinh Tỵ hãy sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu. Vật phẩm đã được khai quang, trì chú sẽ đem lại may mắn cho bạn. Thứ năm, tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Tân âm kim gặp kỷ âm thổ là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Tân Tỵ cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Tiến hành sang tháng 12 âm lịch, những người tuổi Tỵ sinh năm 2001 không những sức khỏe mà cả điều kiện vật chất đều có phần tăng lên. Những người tuổi Tân Tỵ vốn có tâm địa hiền lương hay giúp đỡ mọi người lại nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội nên được mọi người quý mến. Để tăng may mắn trong học tập, học hành, thi cử, ngăn chặn tiểu nhân hãm hại, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Tân Tỵ nên sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị về vận trình tháng 12 âm lịch của các gia chủ tuổi Tỵ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc, quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Tỵ trong tháng 12 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.